chuyên mục mỗi ngày một con số ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 1,6 triệu đồng thưa quý vị. Đây là mức giá phòng khách sạn trung bình tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2. Mức giá này thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây theo Savos Việt Nam. Savos Việt Nam nhận định nguồn cung mới tăng mạnh trong mùa thấp điểm du lịch đã kéo cho giá phòng khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua, chủ yếu là do các khách sạn cạnh tranh giảm giá để kích cầu. Giá thuê phòng trung bình trong quý 2 còn khoảng 78 đô la Mỹ một phòng một đêm, tức là giảm 5% so với quý trước và giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất thuê phòng khách sạn bình quân tính chung các hạng 3 tháng qua tại thành phố cũng giảm khá mạnh, rớt 6% so với quý trước. Theo Savos thì tính đến tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có 106 khách sạn với tổng nguồn cung sắp xỉ 13.800 phòng, tăng 6% so với quý trước và tăng 10% so với cùng kỳ.